dịch Covid-19 bùng phát trở lại, chỉ cần bỏ ra 3.000 đồng, mua một nắm rau tía tô về nấu cùng thứ này, không lo nhiễm bệnh, thần dược đáng giá cả 100 triệu đồng. Các bác thân mến, trong những ngày gần đây, báo đài liên tục cập nhật về tình hình những ca nhiễm Covid-19 mới tại thành phố Hà Nội liên tục tăng, đặc biệt là những ca bệnh nặng phải thở bằng máy ngày càng nhiều. Chính vì thế mà nhiều người tỏ ra khá lo ngại về tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể bùng phát trở lại. Tuy nhiên thì các bác biết không, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa dịch bệnh nhờ vào một chế độ ăn uống, tập luyện cũng như sinh hoạt hợp lý. Tôi vẫn còn nhớ đợt dịch trước, mẹ tôi vẫn hay nấu một nồi nước lá sông gồm rất nhiều nguyên liệu, chẳng hạn như sả, chanh, gừng, vỏ bưởi và đặc biệt không thể thiếu được lá tía tô. Mà nhắc đến lá tía tô thì có lẽ là cô bác ở đây cũng đã quen thuộc rồi phải không nào? Chỉ vài nghìn đồng là cô bác có ngay một nắm tía tô để nấu canh rồi để sông. Điều đặc biệt là loại rau rẻ tiền này chính là khắc tinh của bệnh Covid-19 đấy cô bác ạ. Vậy cụ thể thì lá tía tô có tác dụng gì, sử dụng loại lá này như thế nào để phát huy tác dụng đẩy lùi bệnh tật? Ngay bây giờ, mời cô bác hãy cùng với An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu trong nội dung chương trình hôm nay cô bác nhé! Rau tía tô hay còn được gọi với những cái tên khác như là é tía, tử tô, xích tô hay xích tía vì loại cây này có màu tím, mùi thơm, vị cay đặc trưng và là một trong những loại rau gia vị phổ biến của người Việt. Đồng thời đây cũng là một trong số khoảng 8 loại cây tía tô thuộc họ hoa môi tương tự như rau húng. Rau tía tô mọc nhiều ở các khu vực Ấn Độ, Đông Á. Loại cây này làm gia vị chủ yếu và được trồng tại các vùng nông thôn. Cây tía tô cũng có nhiều công dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày, như lá thường được sử dụng ăn sống làm gia vị cho các món ăn, tăng thêm độ đậm đà cho một số món ăn phổ biến như món cháo, các món từ đậu phụ hay món cả tím, món chuối ốc nấu. Bên cạnh đó, Đông Phương Y Dược còn cho rằng cây tía tô là một loại giải biểu làm cho da mồ hôi khỏi sốt, trị các bệnh do lạnh gây nên. Loại lá tía tô này có tính ấm, hạt của nó thường được sử dụng để làm trà uống và có tác dụng hạ khí, thậm chí là cành, hạt của lá tía tô còn được sử dụng trong rất nhiều bài thuốc nữa. Theo y học cổ truyền, đây cũng là một loại thuốc được sử dụng để chữa bệnh, phòng bệnh như cảm cúm, xông hơi, tăng cường phòng và chống bệnh liên quan đến đường hô hấp. Ngoài ra, cây tía tô còn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, giàu hàm lượng vitamin A, vitamin C, các hàm lượng khác như canxi, sắt, phốt pho rất tốt cho sức khỏe con người. Đặc biệt trong đợt dịch vừa qua, rất nhiều nước trên thế giới đã thành công khi ứng dụng loại cây này trong hỗ trợ điều trị bệnh Covid-19 ở những bệnh nhân thể nhẹ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng hóa chất kháng viêm được tìm thấy trong lá tía tô được đánh giá là một ứng cử viên sáng giá nhất cho việc điều trị SARS-CoV-2 hay còn gọi là bệnh Covid-19. Nhiều quốc gia cũng đã phê duyệt hóa chất này vào trong việc điều trị và kết quả cho thấy là chúng làm tăng hiệu quả rõ rệt. Gần đây thì một nghiên cứu của nhóm tác giả Wen Fang Tang được đăng tải trên tạp chí y khoa của Hoa Kỳ đã cho thấy những phát hiện rất nổi bật, bao gồm chiết xuất từ lá tía tô sẽ có tác dụng tốt vào chu kỳ đầu của việc nhiễm virus. Đánh giá thời gian bổ sung thuốc để xác định giai đoạn mà thuốc ức chế trong chu kỳ nhân lên của virus, chiết xuất lá tía tô được thêm vào 3 thời điểm: trước khi virus xâm nhập, trong quá trình virus hấp thụ và sau khi virus hấp thụ vào các tế bào. Thời điểm thu hoạch là lúc 24 giờ. Và kết quả cho thấy rằng hoạt động ức chế virus diễn ra mạnh hơn khi được bổ sung thêm chiết xuất của lá tía tô vào giai đoạn trước khi virus xâm nhập so với sau khi giai đoạn virus xâm nhập vào tế bào. Chiết xuất từ lá tía tô cũng giúp ức chế sự hình thành của các mảng bám do virus gây ra. Những kết quả của nghiên cứu đã chứng minh được rằng chiết xuất lá tía tô có khả năng ức chế sự nhân lên của bệnh Covid-19. Chiết xuất từ lá tía tô còn có khả năng ức chế sự viêm nhiễm do virus gây ra. Bên cạnh đó thì chiết xuất của lá tía tô còn làm bất hoạt các phần tử virus, ngăn chặn sự xâm nhập của chúng vào các tế bào trong cơ thể. Thông qua các thử nghiệm bất hoạt virus cho thấy rằng chiết xuất từ lá tía tô có thể ức chế sự tổng hợp của protein và sự nhân lên của các loại virus bằng cách trực tiếp ức chế sự xâm nhập vào các tế bào chủ, do đó có hiệu quả diệt virus xâm nhập vào cơ thể một cách triệt để. Theo Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Tiến sĩ Phùng Tuấn Giang cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp và khó lường như hiện nay, Tiến sĩ Giang khuyến cáo mọi người chúng ta nên sử dụng lá tía tô giống như một món ăn, một vị thuốc hết sức quen thuộc để tăng cường phòng và hỗ trợ điều trị bệnh. Tiến sĩ Lương Y Phùng Tuấn Giang cũng nhấn mạnh thêm, đây là một món ăn và cũng là một bài thuốc đơn giản, rẻ tiền, an toàn, chúng ta ai cũng có thể thực hiện được. Phương pháp đầu tiên, cô bác có thể sử dụng lá tía tô như một loại rau ăn sống, rau ăn kèm trong nhiều món ăn khác nhau như món gỏi, món nộm hay các món bún phở đều được cô bác nhé.
Các bác cứ lấy lá tía tô đem rửa sạch, sau đó ngâm với nước muối pha loãng rồi vớt ra, để ráo là các bác có thể ăn được. Phương pháp thứ hai, sử dụng lá tía tô như một loại rau gia vị. Cụ thể thì các bác có thể sử dụng lá tía tô để thêm vào một số món ăn quen thuộc thường ngày như các món cháo, các món từ đậu phụ, món cà tím bung hay là món ốc nấu chuối đậu. Và phương pháp thứ ba đó là sử dụng lá tía tô để hãm chả uống hàng ngày. Bằng cách cho lá tía tô vào nước đun sôi khoảng 15 phút, sau đó lọc lấy phần nước để nguội rồi các bác uống. Các bác có thể cho thêm một chút nước cốt chanh, một chút đường phèn để dễ uống hơn. Ngoài ra các bác cũng có thể sử dụng lá tía tô để làm thuốc xông hơi. Bài thuốc này sẽ bao gồm các thành phần cụ thể như rau kinh giới 12g, lá tía tô 12g, lá lốt và kim ngân hoa, mỗi loại 8g, bạc hà 10g, trần bì, bạch chỉ, mỗi loại 6g. Cô bác có thể sử dụng ở dạng tươi hoặc là đã phơi khô. Sau đó cô bác cho toàn bộ các vị thuốc trên vào nồi, đổ khoảng 1 lít nước để đun sôi. Tới khi nước sôi thì cô bác vặn nhỏ lửa để khoảng 5 đến 10 phút, đổ ra một cái cốc và uống. Phần còn lại cô bác hãy đem đổ ra bát, sau đó dùng để xông mặt. Thời gian xông khoảng 10 đến 15 phút. Sau khi xông, nếu bát nước của cô bác còn ấm thì có thể sử dụng nước vừa xông để lau và rửa mặt cô bác nhé. Đối với những người bị ho đờm nhiều, sốt nhẹ, sợ lạnh, sổ mũi nghẹt mũi, cô bác có thể sử dụng tía tô 14g, hạnh nhân 12g, cắt cánh 12g, tiên hồ 10g, chỉ xác 10g, chân bi 10g, bạch linh 14g, bán hạ chế 10g, sinh khương 12g, cam thảo 4g và đại táo 12g, sắc lấy nước uống. Tác dụng của bài thuốc này đó là ôn tán giải ngoại tà, tuyên phế hóa đàm, trị ngoại tà sơ nhiễm sốt nhẹ, phế khí không thông, đờm thấp ứ trệ. Bài thuốc này cũng giúp cho người bệnh COVID-19 giảm bớt tình trạng ho, khó thở, giúp khí huyết được tuần hoàn. Ngoài ra còn hỗ trợ tạng phổi và toàn thân tốt hơn, tăng cường chức năng của hệ hô hấp. Trong việc phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 gây ra, lương y Phùng Tuấn Giang cũng giới thiệu thêm bài thuốc xâm tô tán có công dụng tốt trong giai đoạn khởi phát và hiệu quả đối với điều trị viêm đường hô hấp cấp do dịch bệnh COVID-19. Bài thuốc này có công dụng phong khu hàn, tuyên khai phế vệ, có thể áp dụng tốt trong giai đoạn đầu và các trường hợp F0 không có triệu chứng. Cụ thể bài thuốc như sau. Bài thuốc bao gồm lá tía tô, đảng sâm, cát căn, tiền hồ, bạch linh, bán hạ chế, mỗi loại 30g, cam thảo, trần bì, cát cánh, mộc hương, chỉ xác, mỗi loại 20g. Tất cả các vị thuốc trên có bác đem tán thành bột hoặc dùng ở dạng thuốc sắc đều được. Đối với dạng bột thì mỗi lần có bác lấy 8 đến 12g bột pha với 200ml nước ấm và uống 3 lần một ngày. Với dạng thuốc thang, liều lượng các vị thuốc sẽ giảm 1/2 so với liều lượng các vị thuốc ở dạng bột. Sắc uống một thang một ngày, uống lúc còn ấm sau khi ăn. Cũng theo chuyên gia Phùng Tuấn Giang, thì đây là bài thuốc đã được Bộ Y tế đồng ý cấp phép sử dụng vào tháng 3 năm 2020 trong văn bản về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền đã hướng dẫn để sử dụng một số bài thuốc, trong đó có bài thuốc xâm tô tán. Tuy nhiên, những bài thuốc này chỉ có tác dụng trong việc hỗ trợ dự phòng và điều trị cho những bệnh nhân có biểu hiện nhẹ. Do đó, đối với những bệnh nhân có biểu hiện nặng, cần phải đến các cơ sở y tế hoặc gọi sự hỗ trợ y tế để được hướng dẫn và điều trị đúng cách nhất. Ngoài ra, để phòng tránh dịch bệnh COVID-19, thì tất cả mọi người chúng ta cần phải tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc 5K được khuyến cáo của Bộ Y tế, cũng như thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan chức năng địa phương nơi mình đang sinh sống. Mặt khác, cô bác cũng có thể sử dụng các bài thuốc khác từ lá tía tô để điều trị bệnh ho, khó thở, đờm nhiều, tức ngực. Cô bác sử dụng tô tử 12g, bạch giới tử, tức là hạt cải canh 12g, hạt cải củ 12g, tất cả đem sa vàng, tán dập, bỏ túi vải và sắc nước uống. Bài thuốc này có tác dụng giáng khí, hóa đàm, bình suyễn, trị các chứng viêm đường hô hấp, viêm phế quản cấp, mãn tính, ho, có đờm nhiều. Bài thuốc này cũng rất dễ uống, dễ sử dụng, giúp người bệnh của chúng ta giảm bớt tình trạng ho và khó thở. Bài thuốc này còn giảm khí nghịch, giảm đờm thấp huyết ứ, ngoài biểu hiện như là trong nội tạng, cơ nhục đều hiệu quả. Hoặc cũng có thể sử dụng tốt cho những người bệnh COVID-19 sau khi bệnh lui vẫn còn ho hoặc là khó thở. Với người bệnh ho đờm, cảm sốt, nghẹt mũi, sợ lạnh, tiêu hóa kém, cô bác sử dụng bài thuốc xâm tô ẩm, bao gồm tô diệp 20g, nhân sâm, bán hạ, chỉ xác, cắt cánh, cắt căn, tiền hồ, bạch linh, trần bì, sinh khương, mỗi vị 12g, mộc hương 8g, cam thảo 8g, tất cả đem sắc lấy nước uống.
Bài thuốc này sẽ có tác dụng ích khí giải biểu, hóa đàm, cầm ho và tuyến phế. Dùng rất tốt cho người già, trẻ em, vốn tỳ phế hư, bị ngoại tà, cảm sốt, nghẹt mũi, ho đờm, đầy bụng, kém ăn. Bài thuốc này cũng có tác dụng tăng cường vận hóa cho tạng tỳ trạng phế, từ đó giảm ho, khó thở trong việc điều trị COVID-19, đặc biệt là cho những người huyết áp cao, người béo phì, tim mạch. Cô bác thân mến, tía tô ngoài có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19, giảm nhẹ các triệu chứng trên bệnh nhân ở thể nhẹ, thì lá tía tô cũng là một vị thuốc được y học cổ truyền xếp vào loại giải biểu, tức là làm cho da mồ hôi, hay còn gọi là nhóm phát tán phòng hàn, rất phù hợp với những người đang bị cảm sốt, cần phải da mồ hôi cho khỏi sốt cực kỳ hiệu quả. Trong đông y, lá tía tô có vị cay, tính ấm và không độc, dùng là gia vị rất tốt và cũng là một bài thuốc chữa cảm mạo. Dân dân ta còn sử dụng lá tía tô để ăn sống, ăn cháo, làm trà uống hay làm thuốc. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Công Khánh, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây thuốc Dân tộc Cổ truyền, mùi vị của lá tía tô cũng giống như hồi hương, cam thảo, quế hay bạc hà pha trộn với nhau. Cho nên dùng cho người đang bị sốt là rất tốt, đặc biệt khi kết hợp với hành cũng làm tăng tác dụng giải cảm, giảm sốt cho người bệnh. Ngoài các công dụng trên thì lá tía tô non còn giúp giảm các loại mụn cơm, mụn nhỏ, vò da và trà sát vào các nốt mụn sẽ hết sau nhiều ngày. Dầu của lá tía tô được ép từ hạt cũng có thể làm dầu ăn, làm thành phần của nhiều loại thuốc chống cảm lạnh, thuốc ho, thuốc cảm cúm. Trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay, mỗi gia đình chúng ta cần đề phòng sẵn một số loại gia vị có công dụng làm nhẹ các triệu chứng COVID-19. Trong đó thì lá tía tô có tác dụng rất tốt, vừa rẻ lại rất phổ biến. Ngoài ra, các gia đình cũng nên sử dụng lá tía tô trong mâm cơm mỗi ngày để tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, hoặc có thể sử dụng để chữa một số bệnh. Ví dụ như chữa mẩn ngứa làm đẹp da bằng cách vò nát để đắp lên vùng da bị ngứa, bị sần, chữa ho, cảm lạnh, thái nhỏ cho vào cháo ăn nóng. Chữa cảm lạnh, một nắm lá tía tô nấu với nước uống hoặc dùng lá tía tô với rau kinh giới, hương nhu, lá xả, lá tre, nấu nước để xông. Chữa cảm sốt, nhức đầu, ngạt mũi. Chữa đau bụng, chướng bụng, đầy hơi bằng cách giã lá tía tô lấy nước và uống ngày 3 lần. Cô bác thân mến, trên đây là một số bài thuốc cổ phương có lá tía tô chủ trị giúp giảm ho đờm, khó thở, tăng cường chính khí trong việc điều trị bệnh COVID-19 cũng như phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, lá tía tô chỉ có tác dụng hỗ trợ. Đối với những trường hợp nặng thì cô bác vẫn cần đến thăm khám điều trị chuyên khoa của bác nhé. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung chương trình hôm nay. Rất cảm ơn bà con cô bác đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và để biết thêm nhiều những thông tin chăm sóc sức khỏe khác, cô bác hãy nhấn đăng ký kênh và tín hiệu quả chuông ngay bên cạnh. Hoặc cô bác cũng có thể nhấn vào video gợi ý ngay trên màn hình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau trên kênh An Tâm Sống Khỏe.